Mình chào các bạn nhỏ đang đến với chương trình tạp chí Tuổi Hoa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Chương trình được phát đều đặn vào thứ bảy hàng tuần trên sóng QRTV. Quý vị, các bạn và các em nhỏ thân mến, chính thức từ ngày 4 tháng 5, các bạn nhỏ sẽ đi học trở lại. Để triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học, lồng ghép giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân cũng như nâng cao nhận thức cho học sinh chủ động thực hiện các biện pháp để phòng tránh nguy cơ lây lan của dịch bệnh, phòng tránh bạo lực, xâm hại, đuối nước cho học sinh toàn trường. 30 em học sinh đại diện cho hai câu lạc bộ trẻ ở lớp 4B và 5B cùng các bạn học sinh đại diện ở các lớp điểm trường trung tâm, trường tiểu học Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa đã cùng tham gia chương trình truyền thông phòng chống dịch bệnh COVID-19, lồng ghép kỹ năng sống. Chúng mình cùng đến với hoạt động này nhé. Từ lâu, giáo dục chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho học sinh luôn được các nhà trường quan tâm chú trọng. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, công việc này trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Để giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân trong công tác phòng và tránh dịch bệnh COVID-19 trong thời gian học sinh trở lại trường sau dịch bệnh, đồng thời nhằm nâng cao nhận thức đến học sinh, phụ huynh trong công tác chủ động thực hiện tốt các biện pháp để phòng tránh nguy cơ lây lan của dịch bệnh này trong môi trường học đường. Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh và người khác, trường tiểu học Hưởng Phùng đã tổ chức truyền thông phòng chống dịch COVID-19, kết hợp lồng ghép kỹ năng sống và đón học sinh trở lại trường. Với sự tham gia của 30 em học sinh đại diện hai câu lạc bộ trẻ lớp 4B và 5B cùng các em học sinh đại diện cho các điểm trường trung tâm, buổi truyền thông đã nhận được sự quan tâm chú ý của các bạn nhỏ. Đặc biệt cuốn Cẩm nang an toàn cho trẻ với các nội dung giúp trẻ có kỹ năng tránh bạo lực, xâm hại, đuối nước trong và ngoài nhà trường dần được nhiều sự quan tâm của các em. Thông qua cuộc thi đố vui có thưởng, các em có cơ hội thể hiện hiểu biết của mình về việc phòng chống dịch cũng như kiến thức cơ bản về phòng tránh các tai nạn khác. Hôm nay em tới đây, em được các thầy cô truyền thông, em thấy rất là vui vì em hiểu biết thêm được nhiều cách để phòng tránh bệnh dịch COVID-19. Em sẽ đeo khẩu trang đúng cách và thường xuyên rửa tay bằng xà phòng. Em đến đây là em đã biết được làm phải phòng tránh dịch COVID bằng cách là phải rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang đúng cách và tiếp xúc phải cách xa 2 mét. Thông qua buổi truyền thông này, nhà trường lồng ghép nhiều nội dung vào trong đó. Thứ nhất là truyền thông phòng chống dịch bệnh COVID trong trường học trong thời gian sắp tới. Thứ hai là tạo cho các em có một tâm thế tốt để trở lại trường học sau một thời gian dài nghỉ học. Sau chương trình, các bạn nhỏ được phát khẩu trang và được hướng dẫn rửa tay đúng cách. Đây là những việc làm hết sức quan trọng giúp các em có thêm kiến thức và kỹ năng để lùi dịch bệnh. Ngay trở lại trường kênh kề, những học sinh của trường tiểu học Hưởng Phùng với kiến thức, kỹ năng được thầy cô, gia đình trang bị, các em sẽ tự tin hơn để thực hiện tốt nhiệm vụ học tập và sẵn sàng trở lại trường học với kiến thức đã được trang bị để có thể tự bảo vệ bản thân trước dịch bệnh.